bây giờ hiện tại mình đang có mặt tại Dinh Độc Lập. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 48 năm ngày thành lập giải phóng miền Nam. Thật ra thì không biết là khi tới đây quay mình định vào phía trong luôn, nhưng mà không biết có vào được không. Tại vì như mọi người thấy là cái số lượng người tới tham quan rất là đông luôn. Với cái số lượng xếp người xếp hàng dài như thế này thì không biết chừng nào mình mới mua được vé phía bên trong để vào phía bên trong được, tại vì rất là đông quá nha. Thì ở đây cũng có một cái số chốt là công an có đóng lại để cho mọi người có thể đi bộ tham quan, rất là đông luôn cả nhà. Mình phải chạy lòng vòng tứ phía luôn, không biết đường vào luôn. Bình thường thì đi vào rất là dễ, nhưng mà khi lần này đi là bị kẹt xe tại những cái đầu chốt của kia, là bị chặn rất là nhiều chốt. Phía trước này thì có một công viên và một con đường cũng đã vào lại phía bên đây rồi, nên là trước là khi mình đi thẳng là đi cái đường này vào nè cả nhà, đi vào lại, nhưng mà bây giờ đã vào trắng. Từ đoạn đường này lên là chốt rất là nhiều luôn, và cũng hiếm khi chúng ta có thể đi bộ một cách thoải mái trên cung đường này, tại vì bình thường là xe cộ rất là nhiều. Bây giờ là đấy, các bạn trẻ đã vào đây với là cũng rất là đông người. Kết đoàn thắng con vì độc lập, vì tự do, mà đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào Bắc Nam Trung Hợp, chung nào vui ơi. Và hy sinh như tổ quốc quyết sinh, đến ngày thống nhất ta sẽ xây dựng đoàn hoàng to đẹp hơn, thành phố Hồ Chí Minh được trở tên và ai vô đó với đồng bào đồng chí, nhắn nữa nước Việt Nam yêu quý, rằng nước ta là của chúng ta, con một cha nhà một nóc, thì chiếu chương tim áp dính liền, dù ai nó ngã nó nghiêng, làm tôi vẫn giữ như kiền ba chân, dù ai rào dạo ngang sông, làm tôi vẫn giữ là dân bất hồ. Thì mình nghĩ cái hình ảnh này chắc hẳn là nhiều người lớn tuổi sẽ cảm nhận hơn. Chú mình nghĩ chắc có lẽ là chú cũng là một trong những người kháng chiến cái thời trước. Kỷ niệm ngày lễ 30 tháng 4, chú được gia đình đến để mà nhìn lại đời khoảng 48 năm trước là cái điểm cuối cùng đi giải phóng miền Nam. Thì khi tới đây mình bây giờ hiện tại là cũng chưa được vào nữa. Thì do là vé không mua được, số lượng người quá đông, nên giờ là còn đang đi lượn ở ngoài, phía ngoài thôi, để ngắm mọi người đi chơi. Ở đây người ta không biết đang tổ chức cái gì cả nha, đón lễ đón gì, thấy cảnh sát rất là nhiều luôn. Đua xe đạp á, chắc đua xe đạp á. Ở này đua xe đạp hay gì? Ở đây là đích hả? Mọi người rất là đông luôn, đang đứng nghe ta nói là đua xe đạp, đang hướng về chỗ Dinh Độc Lập bên kia. Đích kia kìa, đúng không? Kìa. Đông quá đông luôn. Ủa, anh đứng thì cũng được rồi. Ở đây thấy các bạn đang cầm cái bảng để phân xe đạp thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi là một gia đình. Thì bữa giờ còn mình có coi trên thời sự đó nha, đang diễn ra trận đua xe đạp cũng khá là kịch tính. Cũng may mắn là khi tới đây cũng nghe ở đây là cũng là điểm đích luôn, cuộc đua cuối cùng. Và đây là có các cô các chị
đang ấy. Ủa chú chạy sao mà té dập mắt vô chú? Té hả? Dạ. Bây giờ thì mình vẫn còn đang đứng phía trước thôi, chưa có vào được phía bên trong khu Dinh Độc Lập. Chờ lát nữa là người ta mua vé nó ít người lại một tí thì mình sẽ vào sau. Bây giờ ngoài đây cũng rất là nhộn nhịp luôn. Cảm giác như là một ngày lễ lớn hơn một ngày Tết cơ nha. Đi nó cũng đâu mà về nhà nó cũng đâu. Cuộc xe đua đã kết thúc, giờ mình sẽ vào phía bên trong Dinh Độc Lập. Rất là đông. Giờ còn nhiều đoàn đang chạy phía sau nữa cả nhà. Cái này là đích cuối cùng của trận đua. Thì sau khi tham dự để mà coi cái cuộc đua xe về đích cuối cùng đó, mình tới nơi mua vé bây giờ cũng đã giảm bớt rồi kìa, nhưng mà dặn xếp hàng cũng khá là đông, không biết khi nào mua được vé để vào. Nếu mà vào nữa, đây là một con số, phải nói là số lượng người rất là khổng lồ phía bên trong tòa nhà. Hiện tại mình đang đứng trước cổng, rất là sát cổng.
cũng chính cái cổng này ngày xưa, rồi khoảng 48 năm trước, cũng lúc 11:30, một chiếc xe tăng đã tông cửa này đã vào, và chiếc lá cờ của Việt Nam đã được cắm trên cái nóc Dinh Độc Lập. Thì khi tới đây mình không nói là chuyện quá khứ, thì muốn là review lại khoảng 48 năm sau Dinh Độc Lập cái cảnh như thế nào. Thì bây giờ Dinh Độc Lập cũng đã trở thành việc bảo tàng cho rất nhiều du khách hàng năm tới đây. Mọi người thấy là khung cảnh rất là náo nhiệt luôn, của nhiều người đi tham quan cũng như đi chụp hình. Khi mình đi tới đi lui và một hàng dài đã tự nhiên xuất hiện đó, thì có lẽ là hôm nay là cũng không có cơ hội vào. Thật ra thì phía trong rất là đông luôn, đông lắm cả nhà. Đấy, nên chắc là khi mình quay video ở đây chắc mấy phút rồi xách xe đi về luôn. Đấy, một hàng dài như thế này thì làm sao mà vào được. Hồi nãy là một hàng còn bự hơn nữa, nhưng mà khi mình tới coi đua xe thì một hàng lại tiếp tục nối đuôi nhau. Mình nghĩ là phía trong bên Dinh Độc Lập cũng rất là đông người đó, rất là đông, nên có lẽ là chạy ra xách xe về chứ không thể nào mua vé vào được luôn. Tại vì hôm nay cũng là ngày lễ nữa, đúng ngày lễ 30 tháng 4 luôn. Đông vậy cái xếp thì chỉ có đi về thôi. Mà tại phía trong đông lắm, nếu vào cũng quay khó, quay cận cảnh từng chi tiết từng cái để cho cả nhà mình xem. Nên quyết định tới lấy xe và uống nước mía về.